Dạ mời chị vào đây. Ôi, hai chị lại mặc hai cái áo đỏ như nhau, tóc cũng gần như nhau. Đây là làm khó MC rồi, chết luôn á. Không biết làm sao mà để gọi tên cho chính xác được. Thì trước giờ mọi người đều cứ gọi chung là Hằng Hạnh ơi. Thế là kiểu gì cũng dạ hết, kiểu gì cũng ơi hết. Hằng Hạnh ơi, em đâu có dám gọi vậy. Em gọi là chị Hằng ơi. Có một cái chuyện này là đặc biệt luôn, chắc chắn không cặp sinh đôi nào làm được. Năm 2008, hai nàng cùng mang bầu và cùng sinh cùng năm. Có nghĩa là hai người chồng cũng bị lây giác quan hay sao? Em nghĩ cái vụ có bầu là như mấy ông chồng giác quan mạnh hơn á. Đúng, khoan, cho mình nói cái bạn thôi ơi. Bạn đổi biệt danh liền đi, bạn đổi thành đại bàng hay chim công gì đó cái bạn khác. Chứ bạn cò bạn yếu nữa rồi, bạn ra gái nó dầm nhiều bạn. Bạn sợ quá, bạn lên bạn nói mấy câu tôi nghe tôi lo quá. Hãy tìm mơ, thoáng như một giấc mơ. Xe đạp ơi, những vất vả ngày ấy. Cho lòng tôi nhớ thương hoài trắng. Tại sao vậy hả? Tại sao mấy người thả thính tôi rồi cuối cùng bây giờ mấy người bỏ tôi bơ vơ một mình quê một cột và mấy người tự đi với nhau là sao? Trả lời đi! Dạ, tại lúc đầu em nhìn anh ấy chứ. Cái gì? Tôi thấy nhìn tôi mà hai người thả qua thả thính cho tôi mà. Dạ đâu, tại em nhìn anh ấy góc kia đó chị. Chẳng may là nhìn qua vai chị. Là tôi ngộ nhận á hả? Dạ chắc vậy ạ. Dạ chắc vậy ạ. Chắc vậy ạ.